Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ có thêm 217.000 việc làm trong tháng 5. Hoa Kỳ cuối cùng đã lấy lại được tất cả các công việc làm bị mất trong cuộc đại suy thoái. Nền kinh tế đã có thêm 217.000 việc làm trong tháng 5. Đây là tháng thứ tư liên tiếp Hoa Kỳ có được thêm trên 200.000 việc làm mới. Mức gia tăng trong tháng 5 đã chậm lại so với trong tháng 4, nhưng vẫn là một dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đã trở mình sau lần suy giảm trong mùa đông. Theo các phân tích gia, thì quý thứ hai thường là quý tốt nhất của năm và tháng 4 là tháng mạnh nhất trong tam cá nguyệt này. Cho nên sự chậm lại so với tháng 4 không phải là một điều đáng quan tâm. Những công việc làm mới được tạo ra trong khắp mọi lĩnh vực, nhưng nhiều nhất là trong y tế, giải trí khách sạn và sản xuất. Tỷ lệ thất nghiệp vẫn không đổi, vẫn ở mức 6.3%. Đây là mức thấp nhất của 5 năm rưỡi. Tỷ lệ thất nghiệp không thay đổi là do một số người Hoa Kỳ được khuyến khích bởi các dấu hiệu kinh tế sáng sủa hơn đã đi ra tìm việc làm trở lại sau khi đã rút ra khỏi thị trường lao động. Và mức lương trung bình mỗi giờ cũng đã gia tăng 10 cent.